cái dưới cái đám của thằng Lạnh á. Bữa nay mùng 1 mà. Mùng 1 chứ. Trời xanh xanh đó thì dĩ nhiên rồi. Bắt gà làm thịt nè ba. Để gì trời. Để cái đống cái thiền đó. Bắt thằng con thôi, làm đứa con để đứa con lại. Chưa chín, sống nhăn à. Nó bị nứt rồi thôi chứ chín gì. Mít này là mít lá bàn đúng không? Siêu sớm hả? Tại giờ tiểu quý thì tiểu quý nứt tắc lét hay tiểu quý nữa. Gà âm sầm kìa. Bắt con gà làm thịt ăn cho rồi. Trái cây ở nhà nhiều lắm, bưởi nè. Măng cầu. Măng cầu nhà trồng, không thuốc. Đâu trái đâu ta. Đây. Thấy máu rồi. Hả? Bưởi nhà trồng. Không thuốc. Có thuốc. Có lòng có. Đây gà đẻ ra nha, gà đẻ đang cu nè. Gà đẻ chứ không phải là con chim đẻ. Gà đẻ. Ổi hả? Ổi ngon ta. Gà cho ba. Ủa này ổi gì ta? Ổi xá lị. Ổi này to lắm. Ủa cái này như dục hạt lên mà đúng không? Dục hạt hay trồng cái giống? Cái giống gì mà to dữ ta? Có trái bự kia à? Trái tới 3-4 kg lần mà. Thấy có trái 3-4 kg không mà? Hồi nãy mới thấy trái thiệt bự đây mà. Ở kia non. Mềm hả? Mềm hả? Đủ. Cây nhà lá dừa.